Chào tất cả anh em học viên online nha. Thì hôm nay chúng ta bài học của chúng ta sẽ bài học tiếp theo của bài học chúng ta là bài học thứ nhất là bài học nói về đèn LED của xe BCX. Thứ hai là bài học cách để các bạn độ lên cái xe smart key từ khóa thường lên khóa smart key, làm thế nào để vẫn dùng được xi nhan mà giữ được zin và không làm chết đi xe bị oan nha. Thì đầu tiên để làm được thì chúng ta sẽ hiểu về cái đèn trước đã. Rồi bây giờ ra đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái đèn. Các bạn nhớ chúng tôi nha, con này là con BCX. BCX đời, con đời, xe BCX đời xe này á, là nó được gọi là BCX 2015-2017 nha, khóa thường, chưa có khóa thông minh. Thì bây giờ là tất cả những xe mà sử dụng đèn LED của BCX thì anh em để ý nè, xe BCX nó không dùng đèn trực tiếp giống như là AB và xe Vision và xe đời mới bây giờ, mà nó đi khác biệt hoàn toàn, đó là nó có một con IC điều khiển đèn riêng. Thì anh em nhìn này, trên đầu đây chính là con IC điều khiển đèn. Con IC điều khiển đèn này chức năng của nó rất nhiều chức năng. Thứ nhất là có rất nhiều dây điện. Thì dây điện này các bạn có thể tra khảo ở trong cái chân tài liệu chân IC tôi đã cấp cho anh em rồi. Còn cái con IC đèn này thì chức năng nó sẽ là gồm là điều khiển đèn pha, đèn cốt, điều khiển đèn đờ mi, điều khiển đèn xi nhan 6 bóng và đặc biệt là điều khiển luôn cả đèn đằng sau sương mù luôn. Vậy thì nó làm việc như thế này anh em này. Trong IC này thì luôn luôn có một nguồn dương và một nguồn âm trực tiếp. Còn khi chúng ta mở khóa lên, mở khóa lên thì sẽ có nguồn dương vào IC này, thì con IC này bắt đầu làm việc. Sau đó IC làm việc thì IC sẽ đưa mát, đưa một cộng dây mát đến hai công tắc. Đó là công tắc pha, công tắc mở đèn. Đó là đối với đèn xi nhan, đó là đối với đèn chính. Còn đối với đèn xi nhan thì nó đưa thêm một cộng dây mát từ trong IC này đến công tắc mở đèn xi nhan. Thì chúng ta hiểu đơn giản hơn nhá. Đây vừa là IC điều khiển đèn, vừa là cục nháy xi nhan luôn anh em nhé, cục rơ le xi nhan luôn. Rồi cắm lại. Rồi đó, vậy thì anh em sẽ để ý là tôi sẽ trình bày trước về cái đèn, cái cụm đèn chính trước này, đèn pha này. Thì anh em nhìn thấy nhé, trong này nó có 4 dây này, được chưa? 4 dây thì khi chúng ta để ý là nó sẽ có một cộng dây. Tôi lấy ví dụ là dây này đang, nó đang là dây xanh lá sọc xanh biển. Dây này là dây mát. Dây này là dây mát từ cái con IC điều khiển đèn lên anh em nhá. Từ dây IC điều khiển đèn lên. Đó thì là mát, dây IC điều khiển đèn lên. Sau đó chúng ta bật đèn. Khi chúng ta bật đèn thì nó sẽ gì? Nó sẽ kích sang dây xanh với lại dây xám xanh biển. Thì dây xanh này đưa điện vào trong cái cụm IC kia tiếp. Và đặc biệt là cái dây xám này, khi mình bật đèn lên thì nó cũng đưa sang công tắc pha cốt và nó đưa luôn cả sang cái cục tìm cái cục IC điều khiển đèn luôn. Còn dây vàng nó chính là dây để bật đèn cốt, nhưng mà dây vàng này nó không đến bóng đèn ngay mà nó sẽ xuống cái cục IC điều khiển đèn. Đó thì đây là 4 dây này hoàn toàn là mát hết anh em nhá. Nên là trong quá trình sửa chữa thì cẩn thận đừng để chạm vào lửa. Chỉ cần làm sao chúng ta đo thông mạch hết dây được rồi, đừng để chạm vào lửa. Chạm vào lửa nó sẽ chết con IC đèn. Không được dùng điện 12V vào đây nhé. Nhiều anh em sửa xe mà nếu chúng ta không nắm được kỹ cái này, chúng ta tưởng cái dây vàng này là điện sau khóa, chúng ta dí điện 12V vào đây là chết IC đèn ngay anh em nhé. Công tắc mở đèn. Còn đối với công tắc xi nhan, đối với công tắc xi nhan á thì cũng tương tự như vậy. Công tắc xi nhan, nói công tắc pha cốt trước đi. Công tắc pha cốt thì anh em nhìn đây này, cái dây xám xanh này này, là khi mình bật đèn nó đi từ đây sang cái IC điều khiển đèn và sang luôn cả cái công tắc pha. Thì khi mình bật pha lên này thì cái thay vì cái dây trắng của đèn pha này này nó sẽ xuống bóng đèn đối với xe đời cũ, nhưng mà riêng xe này thì khi mình bật pha như thế này nhé, mình bật pha thì nó sẽ cấp mát. Cái mát này nó lấy từ công tắc mở đèn, nó đưa sang đây thì cái mát này nó sẽ đến IC chứ nó không đến chó đèn nha. Nó đến IC điều khiển đèn, sau đó IC điều khiển đèn nó mới đưa sang cái cụm LED. Còn về cái xi nhan thì cũng vậy. Xi nhan thì khi mình mở khóa lên thì dưới cái cục IC điều khiển đèn LED nó sẽ cấp cái dây đưa dây mát từ cục IC điều khiển đèn lên cái công tắc xi nhan. Rồi khi chúng ta gạt công tắc xi nhan thì cái dây của rơ le nó nối sang dây cam hoặc là dây xanh này, nó nối xuống, tiếp tục nó nối xuống IC điều khiển đèn chứ nó không nối vào bóng đèn xi nhan nha anh em. Nó khác xe thường. Nhiều anh em tưởng là hai cái dây này là cấp xuống bóng đèn nhưng không phải đâu anh em ạ. Mà hai cái dây này nó cấp lại ngược lại về IC điều khiển đèn luôn nha. Sau đó IC điều khiển đèn, ở trong cái IC điều khiển đèn á, nó sẽ có rất nhiều dây để đưa ra các bóng đèn xi nhan trước, sau
trước sau, phải trước sau trái và trên. Đấy. Cho nên là trong cục xe này rất nhiều dây, cái cuốn chân đi xe đâu nhỉ? Nên là anh em nhìn nha, đó chúng ta có thể mở tài liệu chúng ta tham khảo này, nó có đến 20 chân cơ, 20 chân dùng cả 20 chân, cho nên là rất là nhiều dây. Thì chúng ta nhìn thấy không, xi nhan là trong này nó chiếm mất là khoảng chừng 6 bóng xi nhan, thì nó chiếm mất 6 dây xi nhan rồi anh em ạ, nha, 6 dây xi nhan, bao gồm trái, phải, trước, sau, trên, dưới, nha, là chiếm 6 dây rồi. Chính vì vậy anh em đừng, trong quá trình sửa đèn xi nhan thì anh em đừng nghĩ là công tắc xi nhan cấp điện xuống bóng đèn, nha, nó không cấp điện xuống bóng đèn xi nhan đâu, mà nó cấp điện xuống IC điều khiển đèn. Sau đó IC điều khiển đèn mới lại cấp lại đi ra bóng đèn xi nhan. Đấy. Chính vì vậy chúng ta không được đấu điện 12V, không được để nó chạm vào lửa, nếu không nó sẽ chết IC điều khiển đèn ngay nha. Rồi, thì đó là cái phần gọi là hiểu về cái cục này nó làm việc như vậy. Còn chi tiết thì các bạn mở tài liệu chân IC ra là chúng ta làm được thôi. Còn về cái phần đèn này, về cái phần độ lên smart cây này, thì bây giờ chúng ta lên smart cây như thế này. Mà thôi, để tôi hướng dẫn các bạn sang cái video tiếp theo cho nó nhẹ đi nha. Các bạn xem video kế tiếp nha.